Kính chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi ngoài đồng bạn, quay cái máy cũng gom mà. Bên kia là xa xa, đằng kia là máy đang cắt nha, đang cắt lúa. Còn ở đây mình có thấy hai con bò cái của người ta nuôi nè bạn, rất là đẹp bạn. Bò này chắc có sữa gì rồi anh em ơi. Vậy chưa? Đây cái tên thì nó rất là đẹp nè. Thấy chưa? Mà mấy bạn thấy bò đẹp này chứ nuôi lâu bằng lắm rồi. Rồi ngày sau bò này là cái giống bò này là bò lai, là 3 năm 2 con không à. Đẻ con tốt thiệt, nhưng mà giống bò này là 3 năm 2 con, nuôi rất lâu. Con này chắc có bầu rồi. Theo kinh nghiệm của mình nuôi bò cũng lâu rồi, mình nhất con đó có bầu rồi. Con bò mập ú đó. Đây, mình sẽ quay cái máy cũng gom cho anh em xem. Mình coi cái cuộn rơm này coi có dẻ hay không. Hổm mình có quay cái máy ở dưới kia bạn, cái máy dưới kia chạy nó không đều rồi. Cuộn rơm hai đầu cứng đều với nhau nè, im nè. Còn cái số ký thì tùy theo cục nữa các bạn ơi. Cục 15, 18 ký, 19 ký, 13, 4 ký cũng có luôn. Đây là cái máy cũng có gom ở xã Thí Sơn nha. Anh em ơi, cái máy cuộn rơm này là cái máy cài đầu kéo này hiểu mới luôn. Kubota M6040 nha. Chứ cuộn rơm mà chạy máy xịn không các bạn ơi. Kê quá. Tài xế này chạy cuộn gom cũng rất là kỹ các bạn. Anh chạy lấy gai lấy gom cho sạch các bạn ơi. Được nhiều cuộn không? Chút chặt chút cái là anh ta đã xuống coi và chỉnh. Mấy tài xế này là có tâm đó các bạn ơi. Anh ta cũng bằng mướn, nhưng mà cái mướn có tâm hơn. Những thằng lính mà làm mướn mà có tâm như vậy là chủ máy này rất yên tâm các bạn. Của ta đây M6040. Máy này là máy cắt hớp trên thị trường nha, đời mới bây giờ.
không nè. Chiếc này là Kota 6040 các bạn. Video mình sẽ tạm dừng kết thúc ở đây nha. Anh em nào thích thì bấm vào cho mình một lượt like và một lượt đăng ký nha. Chào tất cả mọi người nha.